Xin chào các bạn. Trước hết, theo thông lệ, mời các bạn tải bản PDF nội dung bài học ở ngay dưới video này để tiện theo dõi. Trong bài học số 13 và 14, chúng ta lần lượt xướng âm thực hành các nhóm tiết tấu bất thường như liên ba, móc đơn và nốt đen, đặc biệt là vấn đề nghịch phách và đảo phách. Trong bài số 15 hôm nay, chúng ta tiếp tục xướng âm thực hành nhóm tiết tấu bất thường, đảo phách, nhưng là đảo phách nhanh. Vì là đảo phách nhanh cho nên tư duy thông thường của chúng ta không thể cùng một lúc có thể trải qua được 4 bước. Vì vậy, vấn đề nhạc lý cơ bản chúng ta tìm hiểu các bước thực hành bài xướng âm. Bước 1. Đối với người mới học nhạc thì việc đầu tiên cần phải nhận diện, tức là phải đọc được tên nốt nhạc trong tác phẩm. Sau đó bước thứ hai gọi là vỡ bài, tức là đọc tên nốt nhạc và gõ phách theo trường độ của nốt nhạc, hay còn gọi là gõ phách theo tiết tấu của tác phẩm. Bước thứ ba mới là hát âm, tức là đọc tên nốt nhạc, gõ phách theo trường độ và đặc biệt là hát tên nốt nhạc đúng với cao độ được ghi trong bản nhạc. Đây mới gọi là hát âm. Bước thứ tư mới gọi là xướng âm. Đó là cả bước ba, tức là hát âm bản nhạc. Nhưng mà thêm là phải cố gắng diễn tả đúng với âm hưởng sắc thái của từng tiết nhạc, câu nhạc, đoạn nhạc trong tác phẩm. Đó là các bước thực hành bài xướng âm. Tuy nhiên, trong thực tế không luôn cần thiết phải trải qua lần lượt đủ 4 bước, mà tùy trình độ của người xướng âm cũng như tùy độ khó dễ của tác phẩm. Cụ thể, các bài học xướng âm trong bài số 15 hôm nay, chúng ta có thể bỏ qua bước thứ nhất nhận diện, vì các học viên đã quen đọc tên nốt ở dòng nhạc khóa son, chờ đến khi học những bài xướng âm khóa pha, lúc đó chúng ta mới cần tới bước thứ nhất. Đối với bước thứ hai, các bài tập hôm nay liên quan đến tiết tấu đảo phách nhanh khá khó đối với những người mới học, cho nên cần thiết phải có bước hai vỡ bài. Còn các bài tập hôm nay không có những ký hiệu đặc biệt về âm hưởng sắc thái, cho nên nếu hoàn thiện được bước thứ ba, tức là cũng đã xong bước thứ tư. Lý tưởng nhất của việc xướng âm phải là thị tấu, tức là đối với những ai có đủ trình độ, sự luyện tập thường xuyên, nhìn một bản nhạc mới có thể ngay lập tức đạt được bước thứ tư, người ta gọi là thị tấu. Đó là phần lý thuyết của bài học hôm nay. Bây giờ mời các bạn bước sang phần xướng âm thực hành. Đoạn nhạc thực hành xướng âm đầu tiên này được viết ở nhịp 2-4. Đoạn đầu viết ở giọng đô trưởng, nhưng từ cuối dòng thứ hai đến hết, tất cả các đốt pha được tăng lên nửa cung, báo hiệu đã chuyển sang giọng son trưởng. Về tiết tấu, chúng ta để ý tất cả các nốt nhạc màu đỏ, đó là những đảo phách trong cùng một ô nhịp. Còn ở cuối mỗi câu, chúng ta nhìn vào nốt nhạc màu xanh, báo hiệu đảo phách từ ô nhịp này sang ô nhịp kia, tức là đảo phách liên ô nhịp. Như trong phần lý thuyết vừa rồi đã nói, cho tới bài này chúng ta đã quen đọc tên nốt nhạc ở khóa son, cho nên bỏ qua bước 1, nhảy luôn sang bước 2 vỡ bài, tức là đọc tên nốt và gõ phách theo trường độ của nốt nhạc, nhưng chưa có cao độ. Vì vậy, tên các nốt nhạc chúng ta đọc ngang nhau. Bây giờ mời các bạn nghe và thực tập cùng. 1, 2, vào. Mi fa son do la son son. Mi fa son do si la la. Rê mi fa la son fa mi. Mi fa son do la son son. Mi fa son do si la la.
Rê mi fa la son fa son. Rê rê si do si la la. Rê rê la si la son mi fa son la son fa son. Đó là bước thứ hai. Bây giờ chúng ta sang bước thứ ba, hát âm. Đồng thời bài này cũng là xướng âm luôn, bởi vì không có các ký hiệu đặc biệt về âm hưởng sắc thái. Mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. Một, hai, vào. Mi fa son do la son son. Mi fa son do si la la. Rê mi fa la son fa mi. Mi fa son do la son son. Mi fa son do si la la. Rê mi fa la son fa son. Rê rê si do si la la. Rê rê la si la son mi. Mi fa son la son fa son. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. Một, hai, vào. Mi fa son do la son son. Mi fa son do si la la. Rê mi fa la son fa mi. Mi fa son do la son son. Mi fa son do si la la. Rê mi fa la son fa son. Rê rê si do si la la. Rê rê la si la son mi. Mi fa son la son fa son. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. Một, hai, vào. Đoạn nhạc thực hành xướng âm thứ hai này cũng được viết ở nhịp 2-4. Nhìn vào dấu hóa thấy có một dấu dáng ở dòng si. Nếu kết thúc bằng nốt pha sẽ là pha trưởng, còn đây kết thúc bằng rê là giọng rê thứ. Về tiết tấu chúng ta để ý tất cả các chùm nhạc màu đỏ ở đây là trường hợp đảo trong một phách. Cụ thể một phách ở đây được chia làm 3 phần nhưng không đều nhau như liên ba chúng ta đã từng học. Mà nốt đầu tiên là móc kép, nốt ở giữa móc đơn, nốt cuối cùng móc kép. Vì vậy khi diễn xướng chúng ta nhấn vào nốt đầu tiên, ngân ở nốt giữa và lướt ở nốt cuối. Bây giờ chúng ta thực tập bước thứ hai, đọc tên nốt và gõ phách theo nhịp. Một, hai, vào. La la, fa son la, fa son, fa mi re mi, son son, mi fa son la, fa son, fa mi do do. Mi re la la do re do re son son la la si 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 son la la
lần là đô rê đô 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 rê sòn sòn la lần la xí xí son mì pha về. Bây giờ chúng ta sang bước thứ ba cũng là bước thứ tư xướng âm. Mời các bạn nghe xướng âm trước một lần. Một, hai, vào. La la fa son son la fa son fa mi re mi son son mi fa son la fa son fa mi do do mi re la la do re do 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 re son son la 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 si 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 son la 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 do re do 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 re son son la la si si son mi fa re. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng. Một, hai, vào. La la fa son son la fa son fa mi re mi son son mi fa son la fa son fa mi do do mi re la la do re do 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 son son la la si 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 son la la do re do re son son la si si son mi fa re. Bây giờ mời các bạn xướng âm cùng với tiếng đàn. Một, hai, vào. Đoạn nhạc xướng âm thực hành thứ ba này cũng được viết ở nhịp 2-4 với một dấu dáng ở dấu hóa kết thúc bằng âm pha, cho nên đây là đoạn nhạc dọc pha trưởng. Về tiết tấu, chúng ta để ý các ô nhịp có nốt nhạc màu đỏ báo hiệu đây là trường hợp đảo liên phách. Âm thanh vang lên ở 1/4 phách thứ nhất, ngân sang nửa đầu phách thứ hai. Những ô nhịp có nốt nhạc màu xanh báo hiệu đây là trường hợp đảo phách liên ô nhịp. Bây giờ mời các bạn thực hành bước thứ hai vỡ bài, tức là đọc tên nốt gõ tiết tấu mà chưa có cao độ. Một, hai, vào. Đồ pha son lan la la son fa si la son son fa son fa do do fa son la 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 son fa si la son 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 la fa son do do re do la 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 si la son la fa son do la do do re do la 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 do fa son
son son si mi fa. Đó là bước thứ hai. Bây giờ mời các bạn sang bước thứ ba và cũng là bước thứ tư. Vì lý do bài này không có những ký hiệu đặc biệt về âm hưởng sắc thái. Mời các bạn nghe sướng âm trước một lần. 1, 2, vào. Đô, fa, son, la, 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 son, fa, si, la, son, son, fa, son, fa, đô. Đô, fa, son, la, 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 son, fa, si, la, son, 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 la, fa, son. Đô, đô, rê, đô, la, 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 si, la, son, la, fa, son, đô, la. Đô, đô, rê, đô, la, 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 đô, fa, son, 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 si, mi, fa. Bây giờ mời các bạn sướng âm cùng. 1, 2, vào. Đô, fa, son, la, 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 son, fa, si, la, son, son, fa, son, fa, đô. Đô, fa, son, la, 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 son, fa, si, la, son, 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 la, fa, son. Đô, đô, rê, đô, la, 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 si, la, son, la, fa, son, đô, la. Đô, đô, rê, đô, la, 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 đô, fa, son, 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 si, mi, fa. Bây giờ mời các bạn sướng âm cùng với tiếng đàn. 1, 2, vào. Như vậy, bài học của chúng ta hôm nay đã xong. Mong các bạn dành nhiều thời gian ôn luyện để có thể làm chủ được tiết tấu từ dễ đến khó. Chúc các bạn ôn luyện thành công và hẹn gặp lại trong bài tới.